đường một chiều mà. Chạy quăng xuống ở dưới đây chạy nè. Đấy. Quăng quăng xuống ở dưới đây chạy nè đúng không ạ? Không đâu. Đấy đường bật đèn nó chỉ có chạy lay thôi chứ chạy xuống được. Chỉ nào? Hiểu không? Biết rồi. Mình xuống đường này đó mình qua đường Đầu Phú nè. Dạ. Không đi đâu. Em bữa nào mua chai tại vì ở đây nó đó là chai là cái gỗ đúng không? Cái gỗ mà đâu lại bự. Anh đào đó. Anh đào. Đi về giờ đi xuống xuống này thì đi vườn hoa rồi. Đi xuống vườn hoa rồi. Chưa còn ở Đà Nẵng đây. Để bữa nào đâu có mua đi. Dạ. Tại vì mình bữa chị lại nói 300 thấy đây là cũng mệt.